Thì đa số các cái nhà, các cái căn hộ của mình thì mình sử dụng các cái công tắc thường như thế này, bật tắt bằng cơ. Rồi, thì trên tay tôi đây có hai cái hộp công tắc thông minh, công tắc dùng trong cái nhà thông minh, mình hơi thường gọi là cái công tắc wifi ấy. Rồi, cái loại này là có ba nút, loại này là hai nút. Thì công tắc này nó sử dụng cái màn hình cảm ứng, mặt thì mặt kính, do đó ta điều khiển rất là tiện lợi, rất là hiện đại. Thì trên thân nó có ghi biểu tượng wifi nè. Ngoài việc ta điều khiển trực tiếp trên cái các cái phím cảm ứng này thì ta có thể điều khiển từ xa thông qua mạng internet. Thì cái công tắc này ở nhà mình nó sẽ được kết nối với cái wifi nhà mình, rồi cái điện thoại của mình sẽ cài cái app về, mình đi đâu mình cũng có thể điều khiển được, miễn là nó có internet kết nối mạng. Thì cái công tắc này là của Trung Quốc nên giá nó rất là rẻ so với các thiết bị nhà thông minh mà ta hay nghe hiện nay thì lắp trong mấy cái căn hộ cao cấp rồi đó, thì giá nó rất là đắt, còn cái thiết bị này giá rất là rẻ. Đây, bạn hướng dẫn bằng tiếng Anh sơ đồ đấu dây rồi cách tải app, cài app rồi. Công tắc này tôi thay thế ba cái công tắc ở nhà tôi đang sử dụng, ví dụ như ở phòng khách nó có công tắc ba nút nè, để tôi sử dụng bắt ba nút. Thì đây là tôi sử dụng hai quạt, hai đèn một quạt. Bây giờ tôi thay thế cái công tắc thường của mình, công tắc cơ của mình là xài rồi, tôi thay thế bằng cái công tắc cảm ứng wifi này. Thì để thay thế công tắc thì phía sau cái công tắc nó có cái catalog của nhà sản xuất nè, ta phải đọc ta hiểu cách đấu dây của nó, cái chân của nó và thông số của nó. Thì công tắc này nó xài điện từ 100 đến 240V, 50Hz, 60Hz. Công suất tối đa ra cái tải của nó là 600W. Như vậy là ta có thể điều khiển được các cái nhóm đèn đấu song song tối đa là 600W, thì cũng lớn ha, 600W rất là nhiều đèn. Hoặc là ta điều khiển cái quạt. Loại truyền sóng là wifi. Như vậy trên cái núm điều khiển của nó là nó có chân LN là chân cấp nguồn. Như vậy cái công tắc này là phải cấp nguồn nóng và nguồn nguội luôn nha. Nghĩa là cấp điện 220 có dây pha và dây trung tính đó. Và nó bốn ra L1, L2, L3, L4 là ra cái tải. Nghĩa là ra ra bóng đèn, sau đó một đầu bóng đèn về về nguội. Như vậy công tắc này nó có ba ba phím thôi, chứ ba nút thôi, do đó ta bỏ cái L4. L4 nó không có nữa, nó bỏ nữa. Đó là cách đấu dây ha, có nghĩa là ta đấu dây nóng và dây nguội vào L và N. Ba dây L1, L2, L3 ra đèn và một đầu đèn còn lại ta về dây N. Đó là cách đấu dây của nó cũng tương đối dễ nha. Nghe là cái hệ thống của mình ngay chỗ này phải có dây nguội ha. Ngoài dây nóng rồi dây của bao bóng đèn nó còn phải có dây nguội. Rồi bây giờ tiến hành thay thế ha. Thì thường ở chỗ công tắc đèn người ta chỉ đi dây nóng không, người ta không có đi dây nguội. Do đó bây giờ tôi sẽ móc một cái sợi dây nguội từ bên cổ cắm này móc qua. Dây nguội này, dây L thì vô có chỗ L. Thì có một số cái công tắc đó, nó không cần dây L, do đó hãng nó cũng chế loại công tắc không có dây N. Thì nếu cái chỗ mà nào của mình mà
kéo dây N tới khó khăn thì ta mua loại công tắc không có dây N. Tuy nhiên thì nếu ta có dây N thì ta mua loại công tắc có dây N thì nó sẽ công tắc nó sẽ hoạt động ổn định hơn. Công tắc thứ nhất thì ta đưa chỗ L L1. Công tắc thứ nhất là L1. Thứ hai L2. Công tắc thứ ba. Ở đây thứ ba là tôi xài cái quạt là L3. Rồi cái đường dây nóng. Thì nóng nói chung có ba công tắc dây cấp nguồn nóng. Đây là kéo CD mình thử coi. Rồi, công tắc nó có điện nè, có nguồn này nè. Rồi. Giờ ta lắp lại ha. Thì cái công tắc này nó chế ra nó phù hợp với cái bốc âm của mình đang sử dụng luôn ha. Nó có hai loại hiện nay trên thị trường, nó hai loại, một loại chủ nhật là cái loại chủ nhật là US cái chuẩn của Mỹ, còn cái loại là hình hình vuông là cái chuẩn của EU, chuẩn của châu Âu. Thì thông thường mình mấy cái thiết bị mình nhà mình xài là hay xài cái chuẩn của Mỹ US hình chữ nhật, thì nó khớp với cái đế âm của mình luôn. Các bạn mua về chỉ việc ta lắp thôi, lắp vô. Rồi khi ta khi công tắc nó có điện rồi thì ba bóng đèn nó sẽ là màu đỏ. Khi ta muốn điều khiển đèn nào ta nhấn vô thì nó chuyển màu xanh là đèn đang sáng. Đèn. Như vậy đây là cái biểu tượng ngoài sóng wifi nè, khi mà ta mới lắp vô thì nó nhấp nháy vậy, thì có nghĩa là nó chưa có được cài đặt với cái wifi nhà mình. Do đó bây giờ tôi sẽ tải app và tôi cài cái wifi về để tôi điều khiển từ xa bằng điện thoại ha. Rồi bây giờ ta tiến hành cài cái app về. Thì trong cái catalog của cái hộp công tắc thì nó có hướng dẫn mình cách cài cái app nè. Hướng dẫn sử dụng. Hoặc là ta lên Google hoặc là ta lên CH Play hoặc là App Store của iPhone hoặc CH Play của hệ điều hành Android thì ta tải về cũng được. Bây giờ tôi bắt đầu cài ha. Thì cái thiết bị này nó của hãng Tuya.
Thì đây, nó sử dụng cái app là Smart Light nè. Bấm đồng ý để cài. Đăng nhập vào bằng tài khoản hiện có. Thì đối với người dùng mới thì ta đăng ký mới. Thì ta chọn một cái địa chỉ email của mình. Ta đăng ký bằng cái tài khoản Gmail của mình đang sử dụng. Bấm lấy mã xác minh. Thì sẽ có một cái mã xác minh nó sẽ gửi về email của mình. Đây, nó có một cái email nó gửi về. Rồi bây giờ ta sẽ tạo một cái mật khẩu ha. Thì mật khẩu là từ 6 đến 20 ký tự, trong đó có chữ và số. Sau khi mình nhập cái mật khẩu rồi thì nó hỏi cái gì thì mình cứ bấm OK thôi. Thì trong cái app này nó có nhiều cái thiết bị, mình lắp cái thiết bị nào thì mình chọn cái thiết bị đó. Thì mình đang sử dụng cái công tắc wifi thì chọn vô cái chỗ công tắc wifi. Thì lưu ý mình là mạng mình wifi ở nhà mình thì phải xài wifi 4G, 3G chứ không có được xài 5G nha. Các cái loại công tắc này nó chưa có hỗ trợ thiết bị 5G. À, ta nhập cái mật khẩu của cái wifi mình đang sử dụng. Rồi nó yêu cầu mình gì mình làm đó, bật nguồn thiết bị và xác nhận bằng đèn báo nhấp nháy. Lưu ý vui lòng trong 3 phút thực hiện cái này trong 3 phút. Rồi, như vậy cái đèn báo của mình nó chưa có nhấp nháy nè. Thì giờ mình bật lại thiết bị. Cho cái wifi mình nó nhấp nháy. Rồi nó nhấp nháy rồi đó. Rồi wifi đang nhấp nháy. Xác nhận thiết bị. Đèn nhấp nháy. Chọn tình trạng. Đang nhấp nháy nhanh. Rồi nó đã hoàn tất, hoàn tất rồi nè. Khi hoàn tất thì bên cái công tắc mình cái wifi nó hết nhấp nháy luôn rồi, là xong rồi đó. Rồi bây giờ ta bật thử ha. Đó. Không, ta bật trên điện thoại mình thì trên cái công tắc mà nó thay đổi tín hiệu luôn và đèn sáng lên, công tắc quạt. Đó, như vậy là thấy rất là tiện, rất là hay và rất là dễ sử dụng ha, dễ cài đặt nữa. Giá thành nó cũng trên dưới 200 ngàn cái thì rất là rẻ. Và sử dụng coi như nó là một cái thiết bị của nhà thông minh hiện đại bây giờ. Ngoài ra ta có thể thay đổi cái tên của nó. Rồi. Ta nhấn vô công tắc một khoảng 3 4 giây bắt đầu nó hiện ra cái hộp thoại để ta đổi tên thiết bị. Ví dụ này là phòng khách đèn 1 đi, phòng khách. Phòng khách. Đèn 1. Rồi. Đây là phòng khách đèn 2.
Còn cái thứ ba là tôi nhà tôi là xài cái quạt. Như vậy là ngoài từ việc ta điều khiển trực tiếp các cái đèn, các cái quạt, cái phòng nhà mình trên cái công tắc, thì bất cứ nơi đâu 60G mình mở lên là mình biết, ví dụ nhà tôi là cái đèn thứ hai nó đang sáng nè, đó. Ta tắt hoặc đang tắt nè, nó hiển thị trên cái điện thoại mình luôn. Tiến hành đổi tên cái công tắc này luôn, là cái công tắc này nằm ở cái phòng khách. Là phòng khách 1 đi. Thiết bị 1 của phòng khách. Ok. Rồi, như vậy là tùy theo trong nhà mình có bao nhiêu thiết bị, bao nhiêu cái chỗ cái hộp công tắc ta thay hết trong ngôi nhà mình, chỉ mỗi cái này khoảng chừng 200 ngàn trên dưới. Thì trong nhà mình thì khoảng chừng trên dưới 1 triệu là mình được có được một cái nhà điều khiển đèn từ xa thông qua điện thoại di động, coi như là một cái nhà thông minh đơn giản rồi đó. Vậy cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn các bạn lại trong các video kế tiếp.